Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem buổi dự hội thảo máy cắt, dòng máy cắt tiên tiến nhất mới ra ha bạn. Thì cái máy này thì mình xin nói sơ về cho anh em xem để nắm ha, là cái máy này là cái máy một cái động cơ là 3 trong 1 các bạn, cải tiến hàm cắt lớn hơn, xích lớn hơn, bồn đập lớn hơn ha. Rồi đây là cái địa chỉ các bạn, trung tâm máy nông nghiệp, địa chỉ thị trấn Hòn Đất của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thì mình để số điện thoại cho anh em nào có nhu cầu cần thì mình để trên cái màn hình luôn các bạn. Đó, thì cái máy này á là nó cấu tạo là lớn hơn, khủng nhất tính từ thời điểm hiện tại các bạn. Đó. Đây là cái hàm cắt là 2,8 m các bạn, là xích 59 mắt, chiều ngang là 6 tấc các bạn. Một cái động cơ này có thể là chạy 3 cấp độ là từ 110, 120 và 130, chỉ cần bấm trên một nút các bạn. Đó. Đây các bạn, đây là cái phần bánh xích nè. Bánh xích là 59 mắt các bạn. Đó. 59 mắt, chiều ngang là nó là 6 tấc ha. Đặc biệt nhất là cái dàn chân thay đổi rất là lớn các bạn, thay đổi cái dàn chân này nè. Đó, đây cái dàn chân. Nó thay đổi cái con lăn bánh đè nó khác hơn những cái dòng máy khác. Đó. Các bạn. Rồi có những cái đặc điểm khác như là cái mắt xích này các bạn, cái mắt xích nó lòi ra ha, nó lòi ra những cái chiều này lại đó. Thì chiều cao mắt xích này là nó 7 phân các bạn, chiều cao mắt xích này nó 7 phân mà nó còn lòi ngược lên chiều này nữa, nó có phần hơi độc lạ các bạn. Để lên đây cho các bạn xem cái phần động cơ ha, là cái phần động cơ là 130 đó các bạn, 130 đó. Thì đặc biệt nhất là cái phần động cơ này nó có cái quạt đảo chiều. Cái quạt đảo chiều để cho bà con nông dân khi có bụi á là mình thổi ngược ra. Lâu lâu có thổi ra cho nó rớt bụi phải không? Vừa muốn quay kiểu này quay à. Quay chiều này được. Vô, quay chiều này quay à. Đó. Đó. Ngược đó. Đảo chiều. Những cái dòng máy cắt tiên tiến như thế này thì đúng là cái chiếc này là có mặt tại Việt Nam lần đầu có luôn các bạn. Rồi đi anh. Cái này là thời gian bao lâu nó đảo chiều một lần anh Huynh? Anh lên quay đảo chiều khoảng trên đó, giống như là mình chạy bước ga nhỏ đi thì mình chỉ cần bấm một bấm thôi đảo chiều thở ngược lại ha, thở bụi ra đó ha, rồi vậy đó là nó đứng lại thở ngược ra lại đó phải không các bạn. Thì nó đảo chiều cái quạt này để cho giúp nó không có bị bụi để mà nó mát nước các bạn. Này là 130 b, 120 b nè, 110 b nè. Đây là mình chỉnh ba công suất máy ha. Ba công suất máy trên cùng một cái động cơ mà mình chỉnh ba cái công suất máy. Lúc nào mình chạy maximum là lúc nào? Maximum là lúc trên đây. Có nghĩa là lúc này là mình chạy được cái công suất máy là 130 b nè. Này là mình chạy được 120 b nè. Cái này là mình chạy 110 b nè. Giống như là lúc này lúc maximum, lúc này là lúc trung bình, lúc này là lúc thấp nhất ha. Cái này giống như là khi mình chạy các mức chén nữa, chạy mức nhỏ, mức công suất nhỏ nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái mô máy để làm sạch. Rồi là nó trên thị trường và hiện tại cái máy này chung là nó đặc biệt hơn với dòng máy hiện tại. Tại vì đây là 130 mã lực nhưng mà nó có thể là thay đổi được, giống như là 110, 120, 130 đúng rồi. Cái máy này nó tiên tiến hơn ha, nó tiên rất là cao. Công suất nó vẫn y chang vậy nhưng mà nó chỉ giảm cái công suất máy thôi, cái tua nó không có giảm à. 110 cái này là chạy bình an. Đảo chiều quạt đó chiều. Rồi cái chức năng đảo chiều này mình ngắt luôn rồi mình xài theo ý mình được. Không anh, nó tự động thôi. Có nghĩa khi mình chạy á là khoảng 10, giống như nhiệt độ lên 65 độ C đi thì khoảng 10 phút nó sẽ đảo một lần. Đảo tự đảo bây giờ. Tự đảo. Ví dụ như bụi quá khi mà mình dừng hẳn luôn á, mình dừng hẳn mình chạy ga ti thì mình nhắn được. Nó ga kiểu này chắc mấy anh hứng lúa làm biến chết luôn. Đâu khỏi bụi đâu. Đâu khỏi bụi nữa. Mà hứng gần đâu là bụi. Nhưng mà cái hàm này là hứng chết luôn ấy. Mặc định là 7 phút là nó đảo lần. Có thể là giống như là nhiệt độ từ 60, 65 cho tới 80 thì nó sẽ đảo một lần. Và từ 80 đến 100 là nó đảo hai lần. Nếu như mình chạy nó không nóng rồi mình muốn không cho nó chạy thì không được. Không, bắt buộc nó phải đảo. Mình chạy 110, 120 và 130. Nhưng mà cái dòng tua thì nó không thay đổi. Đúng rồi. Nhưng mà cái công suất máy thì nó sẽ yếu mạnh. Thì theo mình thì có nghĩa là nó phun theo cái nhiên liệu mà mình bấm mà. Giống như cái hộp này hộp ISO, cái hộp điều khiển. Đây là nó có hộp ISO để điều khiển.
thì mình muốn chạy công suất bao nhiêu thì thằng này nó sẽ điều khiển cái nhiên liệu nó xuống bao nhiêu đó tới mức đó là đủ cái công suất máy đó nó chỉ phun bao nhiêu đó thôi. Cái hộp số này là nó sao anh? Hộp số này là hộp số lớn hơn cái hộp số viết 120 lớp. Cái này là một G110 đúng rồi. Hộp số là G110 đó bạn. Cái bơm này là nó là bao nhiêu lưu lượng? 52 ha. Cái này cái phao bộ phận này tất cả là đồ xuất xứ của Trung Quốc hay là thằng này của Nhật? Cái HST là của Kentucky, là của Nhật. Cái này là của Nhật ha. Đúng rồi. Cái hộp số này là cái phần bơm này là của Nhật. Đúng rồi. Đây các bạn, đây là cái phần thay đổi lớn ha, cái bồn đập dài hơn, rồi kết cấu thêm hai cái quạt thổi các bạn. Trong đây là ở trên một cái quạt. Ở trên đây là một cái quạt ha, cái quạt này là cái quạt phụ, còn đây là cái quạt chính này các bạn ha. Đây là cái quạt chính. Thì cái bồn đập là dài hơn những cái con máy khác ha. Đó. Rồi ở đây thì nhà sản xuất đưa như thế này thì bà có thể là thêm được một lớp nữa. Là bốn ra lớp lưới. Đó. Mình muốn thêm phải không? Thì có thể mình gắn thêm một lớp lưới trên đây nè. Là được bốn lớp lưới. Bốn lớp lưới. Rồi anh Huy anh đang đo để cho anh em xem. Ủa là cái này là 95 1m95 ha, là từ bên kia qua tới nay tính cũ bì ở ngoài là 1m95 các bạn. Anh Huy anh có thể công bố cái giá được không anh Huy? Giá thì hiện tại là công bố tụi em bán cái giá thì là niêm yết là 880 ha. Cái thời gian bảo hành sao anh? Hộp số HT động cơ là 2 năm 1.5 giờ. Dạ. Tại cái điều kiện là đến tiếp. Dạ. Dạ. Cũng như là 2 năm với ngày giữ giờ. Dạ. Cái nào tới trước tính trước. Nếu anh em chạy chưa đến ngày giữ giờ mà đến 2 năm thì tính 2 năm. Dạ. Thì bây giờ là chuyển qua xài động cơ bếp dầu điện tử ha, phun dầu điện tử, giống như nó tiết kiệm hơn đúng không? Đúng rồi, công suất lớn, tiết kiệm. Động cơ nguyên chai này á là nó là ba động cơ trong một, động cơ ba trong một. Ba trong một. Ví dụ anh có thể giải thích là cái ba trong một đó là? Thì nó sẽ có ba cái chế độ cho mình làm việc. Cái nhất là động cơ một chỉnh xài chế độ 110 á là để mình di chuyển tinh động, là lên xuống nhẹ cái đó. Thì 102 á thì nó sẽ tự động cắt cho nó thắt. Và 103 là lúc dùng tắt khó chạy gì đó, tăng lên máy công suất luôn. Tức là 110 thì để mình di chuyển đồng này sang đồng kia. Còn 102 102 là chạy lúc tắt. 103 là mình chạy máy công suất. Máy công suất chạy lúc chung. Ví dụ như cái này là mình có thể tính được cái nhiên liệu của nó là 1 giờ nó là cũng như là 1 công nó khoảng bao nhiêu dầu không anh? Thì bây giờ thằng này là dao động từ 1.8 cho tới 2.2 thì đó. 1.8 đến 2.2 là do vấn đề là thứ nhất là đắt lúng, thứ hai nữa là nó tùy cái điều kiện nào anh em làm gì chưa không biết. Đây các bạn, bây giờ thì anh Vinh anh lên ảnh hoạt động cái máy cho anh em cùng xem ha. Với cái hàm 2.8 động cơ 130 và tất cả đều lớn thì máy này nó là 3.8 là các bạn. Cái bộ đàn hồi quá đã.
Đây có công sạc luôn ha. Sạc điện thoại ha. Đây có công sạc điện thoại nè các bạn. Đây bạn nữ là đi đại máy các bạn. Tặng nhân viên chắc động lực dữ lắm à. Cài đó mà. À động lực dữ lắm để mua à. Ván đắt cũng mua luôn. Đây các bạn, bà nữ lên đây. Lái ha. Thì cái dòng máy này thay đổi kết cấu rất là nhiều các bạn, nó có sự cải tiến rất là nhiều, do đó nên anh em và các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc vào công ty ha, thì ở đây công ty là trung tâm ở Hòn Đất, Kiên Giang các bạn. Đây là ấp Chùm Sao, huyện Hòn Đất, thị xã Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang các bạn. Thì số điện thoại mình lát để trên màn hình luôn cho anh em và các bạn xem ha. Thì dòng máy này thay đổi đại khái như là hàm cắt lớn hơn nè, xích lớn hơn nè, động cơ lớn hơn, rồi cái bồn đập nó cũng lớn hơn nữa các bạn. Đó thì cái sức nặng của máy này thì nó là 388-90 các bạn. Đây là mình tăng cái bồn đập lẹ lên này các bạn. Đây có thêm một cái nhồng nữa để mình tăng thêm bồn đập các bạn. Dăm luôn nè, hổi hổi gông rồi hay đổi hết rồi, tăng thêm cái tốc độ bồn đập. Anh nông dân ở đâu lên đây xem máy anh? Tôi bên cái thằng bên kia, anh nhìn được biết à? À, thay máy êm không? Máy là giữ luôn. Máy giữ luôn ha. Quét luôn ha. Anh máy giữ máy quét luôn. À. Cho này là giữ luôn, cho này là dạ. Cao cấp luôn. Dạ, cao cấp luôn ha. Toàn bộ ở trong cái hộp số này là đạn cây không ha? Đạn cây có nghĩa là cái hộp đạn của nó dài gì nữa phải không? À, hộp đạn bằng ngón tay mình nè, à, mà nó dài không phải không? À, xài nó bền hơn phải không? À, đây các bạn thì cái anh nhân viên kỹ thuật các bạn anh nói là tất cả trong này đều là đạn cây hết trơn các bạn, là đạn cái hộp dài vậy nè. Đó, trời mưa còn dính lại 2-3 con đất chút xíu là đậu mà tôi chạy bình thường, còn đất ướt là máy này chạy tốt. À, còn bình mấy cái máy mà không có mất được cái họng gió này thì xin thưa anh đậu lại chứ đâu bao giờ chạy được. Tất nhiên mình giải quyết được cái cù luôn á. Chú nói là cái máy này khi mà lúa mà bị trời mưa ít là vẫn chạy được luôn phải không chú? Vẫn chạy được. À, chạy được luôn ha. Cái chạy mà không phải là chạy nguyên miếng bự à. Nhưng mà thí dụ mình lỡ mình cắt còn lại 5-3 công gì ít, cho xuống đủ chiến gan thì dạ. Mình có thể giải quyết được. Dạ. Là... còn một cái nữa. Dạ. Một cái nữa là không biết cái gì không? Lấy cái bồ đem qua ngay chân cái nó thổi qua bên cái mí lúa mình, khi ông chạy rồi là nó thổi tạt cho nó vũ cái bông lúa mình. Cái vũ bông lúa mình khô là lần sau mình không bị. Dạ. Yeah. Đó, chơi ăn gian. 15 16 chiếc gì luôn. Con là bơm là chuyên môn anh này. Là mình chờ mưa mà mình cắt được là mình nhờ hai cái quạt này phải không chú? Không. À, hay là xong. Quạt trên. À, cái quạt gió trên. À, quạt trên này ha. À. quạt này nè. Cái quạt này là nó giải quyết đây à. Nó giải quyết được cho ở đây nó có cái đường gió thổi đây, tất nhiên là lúa mình xuống đây là nó đã xử lý trước, nó dạ, gác hạt dạ. Xuống còn cái đề cũ nó không có à. Không có cái này cho nên lúa mình đóng từng cục lên dạ. Trên cái dàn này dạ. Nó sẽ bị chặn dạ, nó bị chặn dạ. Nó không đánh ra dạ. Dạ. Dưới còn ở đây nó sẽ đánh tan ra dạ, đánh tan ra nó tan ra thì nó rất là trời mưa mình cắt được là mình nhờ cái quạt này cái quạt này rồi thêm cái quạt này là cái quạt chính các bạn. À, đây là cái quạt phụ. Còn nhiều chuyện đó. Còn nhiều chuyện đó chứ. À, là khi trời mưa mình vẫn cắt được ha. Vô rồi đó. Thì cái máy này nó nặng một lít làm bồn dầu lớn nè để mình làm cái đó trọng cho máy luôn. Dạ, làm đó trọng cho máy luôn, cái bình dầu nó lợi ích là nó làm đó trọng cho máy luôn. Là dạ, dạ. Nè là 240 lít rồi, cái bình dầu. Làm cho nó giống như cái phi mẫu nè, à, cái cục tạ luôn. À, bằng mẫu. Làm cục tạ luôn.
thôi, mình cho nó tháo ra cho nó mở vú hay gì á. Vậy à, vậy là mình tháo cái nắp này nhét con bò vô vậy à. Lâu lắm mình tháo. À, đây các bạn thì cái này á, là nó thay đổi ha. À, đây là cái nắp nè, thì mà mình không có bơm mà mình tháo năm con ốc này ra là mình nhét nó bò vô đây. Đó. Con lăng rất là con lăng làm khác hơn hết thảy các bạn. Cái bù lì trong máy các bạn, bù lì trong máy nè. À, ra bù lì bản bằng chi nữa bạn. Đó. Đây lì xung hợp số à, lì xung hợp số này thì nó là ba sợ đây là cái tính năng khi mà nó cái quạt đảo chiều nó hoạt động các bạn, đây lúc là nó hút vô lúc nó thổi ra ha. Video của mình cũng đã dài, các bạn mình xin kết thúc video tại đây ha. Anh em và các bạn có nhu cầu muốn biết thêm chi tiết hay hoặc là gì đó thì liên lạc qua số điện thoại mình để ở trên màn hình ha. Đó.